nay ngồi giới thiệu với các bác về cái củ sạc của chính hãng của Samsung. Hiện nay cái tình trạng mà cái sạc là cháy nổ, giờ điện thoại cháy nổ rất nhiều vì dùng các củ sạc không chính hãng. Thế là bác nào dùng các cái dòng Samsung hay là Oppo hay bất kể cái dòng gì mà muốn sử dụng an toàn thì nên mua cái củ sạc chính hãng. Đây là một cái củ sạc chính hãng của Samsung. Củ nó có cái tia sét này. Thực ra bây giờ nhìn một cái củ sạc chính hãng và một cái củ sạc nhái thì nó cũng không khác gì nhau. Nhìn hình thức yên. Để nhận diện được thì thực ra nói bây giờ thì cũng chỉ người trong nghề mà cực sành, cực tinh mới có thể nhận biết được cái đâu là củ sạc xịn và đâu là một cái củ sạc không chính hãng. Thế là hôm nay tôi giới thiệu với các bác là cái chiếc củ sạc của chính hãng của Samsung. Tôi tên cam kết đây là một cái chiếc củ sạc xịn hoàn toàn 100% do nhà máy Samsung sản xuất. Cái chiếc này là nó có cái dòng này, dòng chân to này, chuyên để xuất đi các cái thị trường ví dụ như Hàn Quốc. Đây nhà máy Samsung Việt Nam nhưng mà xuất sang thị trường Hàn Quốc nên nó ghi toàn là của Hàn Quốc, chân to này. Một cái loại chân nữa, hai chân dẹt là xuất sang thị trường châu Âu, Nhật Bản. Đây, còn cái loại chân như thế này là sử dụng cho thị trường nội địa. Ở đây là trên tay là một cái củ sạc cũng của Samsung xịn nhưng mà nó không có chữ gì cả. Hoàn toàn không có chữ gì. Đây vẫn là một cái củ sạc xịn không có chữ bởi vì là đây là củ sạc đang trong quá trình sản xuất tại nhà máy Samsung thì được gọi là tuồn ra ngoài, chưa hoàn thiện đến cái câu chữ. Nhưng cam kết đây là cái củ sạc xịn 100%. Còn củ tàu thì đương nhiên họ sẽ in chữ, không bao giờ họ mà không in chữ như này cả, để cho mình nên là cam kết đây là cái củ sạc xịn. Đây còn lấy một cái củ sạc nhái các bác xem. Đây cũng là một cái củ sạc tính chất là của Samsung. Nhìn thì mọi thứ không có gì khác biệt cả. Cũng đầy đủ các quy chuẩn như thế. Nhưng mà đây thì chỉ là củ tàu cao cấp. Đây là thị trường giờ rất nhiều là củ sạc. Vào mua thì nên lưu ý một cái bộ sạc như thế này kèm theo dây này gọi là dây Type-C cho các cái dòng máy Samsung đời mới như S8, Note 8 hay là tất cả cái dòng gì chân mới như này. Còn đây là một cái chân cũ. Chân cũ hai chân này nó khác nhau. Một cái củ sạc này như này nếu mà bán chính hãng tại Samsung thì nó rất là đắt, khoảng 500.000 bộ sạc này. Nếu mua chính hãng tại Samsung. Còn như đây tôi bán đây chính hãng cam kết 100% giá là 190.000. Nếu không phải sạc xịn hoàn tiền 100% kèm thêm một bộ sạc xịn 100% thôi nhé, sử dụng cực kỳ yên tâm. Đây là tia sét có chế độ sạc nhanh dùng cho các máy có hỗ trợ chế độ sạc nhanh. Đối với các máy mà hỗ trợ chế độ sạc nhanh thì cái này sạc rất là nhanh đầy, sạc xịn 100% giá 190.000 một bộ, bao ship toàn quốc. Ai có nhu cầu mua sạc xịn chuẩn 100% thì có thể liên hệ cam kết 100% xịn thôi nhé, không bán hàng nhái. Cảm ơn các bác.